lượt trận cuối bảng C, cái tên nào cùng Hà Lan đi tiếp. Sau hai lượt trận, mọi thứ đã phần nào diễn ra đúng như dự đoán ban đầu. Thắng cả Ukraine 3-2 và Áo 2-0, Hà Lan sớm giành vé vào vòng mùng 1 tháng 8 và ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Bắc Macedonia là đội đầu tiên nói lời chia tay với Euro 2020. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Bắc Macedonia thuần túy chỉ là thủ tục. Với Bắc Macedonia, họ sẽ thoải mái với 90 phút cuối cùng ở giải đấu lớn đầu tiên tham dự. Với Hà Lan, họ sẽ càng thoải mái hơn bởi có thể giữ sức cho trận chiến khốc liệt phía trước. Nhưng trước khán giả, chắc chắn câu lạc bộ màu da cam vẫn muốn có một màn trình diễn đẹp mắt và huấn luyện viên Frank Zabel khẳng định sẽ chỉ thay đổi khoảng 2 vị trí so với đội hình trước đó. Ngược lại, trận chiến giữa Ukraine và Áo lại quá nhiều ý nghĩa với hai đội. Đều có một thắng và một thua trong tay, cái tên nào giành trọn 3 điểm đồng nghĩa với ngôi nhì bảng và tấm vé vào vòng trong. Ukraine đang lợi thế hơn một chút khi xếp trên nhờ số bàn thắng. Chính vì thế, một kết quả hòa là đủ để thầy trò huấn luyện viên Andriy Shevchenko hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, kết quả này cũng làm thỏa mãn cả Áo. Với thể thức Euro hiện nay, không chỉ hai đội đầu bảng đi tiếp mà 4 trên 6 đội thứ ba có thành tích tốt nhất cũng lọt vào vòng mùng 1 tháng 8 năm 2016, khi lần đầu Euro mở rộng thành 24 đội dự vòng chung kết, 4 điểm là đủ vượt qua vòng bảng. Thậm chí 3 điểm cũng đủ nếu hiệu số tốt và tùy thuộc cục diện các bảng khác, như trường hợp Bồ Đào Nha mà sau đó đăng quang hay Bắc Ireland. Nhiều người đang đặt câu hỏi với lợi thế thi đấu sau lượt trận cuối của bảng A, liệu Ukraine và Áo có những tính toán nào lợi cho cả hai hay không? Thay vì dốc hết sức mà kẻ thua có khả năng mất trắng, họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng cùng dắt tay đi tiếp. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra, không ai muốn đặt vận mệnh vào một thế trận nhiều mạo hiểm như vậy. Ngay cả đang chiếm lợi thế là Ukraine cũng tỏ ra quyết tâm giành chiến thắng. Huấn luyện viên Shevchenko thẳng thắn, bạn sẽ không thể đạt được một kết quả tích cực nếu ra sân với ý nghĩ về một kết quả hòa. Chúng tôi lẫn Áo đều hiểu ý nghĩa quan trọng của trận này. Ghi bàn là điều mà một cựu tiền đạo lừng lẫy như Shevchenko rất chú trọng. Andriy Yarmolenko và Roman Zaremchuk đều nổ súng trong hai trận qua, nhưng rõ ràng là so với những cơ hội tạo ra được, Shevchenko có lý do yêu cầu học trò chú tâm hơn. Trong khi đó, Áo ghi được 3 bàn vào lưới Bắc Macedonia ở trận mở màn nhưng sau đó bất lực trước Hà Lan trong 90 phút thiếu vắng chân sút Marko Arnautović, người bị treo giò vì ăn mừng quá khích, có lời lẽ cực đoan sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trước Bắc Macedonia. Arnautović sẽ trở lại và hứa hẹn là mối đe dọa không nhỏ với Ukraine trong trận chiến quyết định này. Cả hai sẽ bung hết sức hay dè dặt thận trọng và cùng mong ngóng tiếng còi chung cuộc. Đây là điều khó mà dự đoán được và rất có thể đi cùng Hà Lan vào vòng mùng 1 tháng 8 ở bảng C sẽ không chỉ có một cái tên. Thông tin các trận đấu đêm nay ngày 21 tháng 6, Bắc Macedonia, Hà Lan, 23 giờ ngày 21 tháng 6 trên sân vận động Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Hà Lan, trọng tài Istvan Kovacs Romani, Ukraine, Áo, 23 giờ ngày 21 tháng 6 trên sân vận động Bucharest Area, Bucharest, Romania, trọng tài Punit Kakia, Thổ Nhĩ Kỳ,